Dạ, có một. Có một. Em ơi, em. Cây hoàng đỏ. Ý gì vậy? Nói chung là ý gì của cây hoàng đỏ? Tượng trưng cho mé của những người. Tượng trưng cho một phần của lá cờ tổ quốc Việt Nam. Còn màu đỏ tượng trưng cho mé của người Nam. Chính xác. Năm điểm đầu tiên dành cho tiếng A một, tiếng A hai. Số mười này. Cộng số mười, số mười. Ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày lễ gì ở Việt Nam? Ngày giỗ tổ Hùng Vương. Chính xác, cộng điểm cho tiếng A hai. 82. Dễ mà. Tiếng A 83. Câu sáu. Câu sáu. Ngày tháng năm tổ chức đội lấy tên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 2 năm 1954. Chưa chính xác, dành cho các đội khác. Mời tiếng A4. Tám A4. Thầy là ngày 15 tháng 2 năm 1954. Chưa chính xác. Cần điểm. Tám A4. Ngày tháng năm tổ chức đội lấy tên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày 30 tháng 1 năm 1970. Mời 84 cộng câu hỏi. Câu 2. Câu 2. Em hãy trả lời câu 2. Em hãy đọc đầy đủ khẩu hiệu đội. Chưa chính xác, dành cho các đội khác. Mời tiếng A 18 và 5. Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa vì cũng có một cái đại sẵn sàng. Chính xác, cộng điểm là 8 và 5. Nãy là người không ấy. Rồi, mời 8 và 6 chọn câu hỏi. À, 8 và 5. Thứ hai là câu số 8. Câu 8 rồi. Em phải nêu ngày tháng năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thứ hai là ngày 26 tháng 3 nhập quốc tế. Chính xác, chọn điểm cho 8 và 5. Mời 8 và 6. Câu số 5. Em hãy nêu năm tên đội viên đầu tiên của tổ chức đội. Năm tên đội viên đầu tiên của tổ chức đội thiếu niên tiền phong của mình. Rồi là Kim Đồng. Nông Văn Dừa. Đó là bí danh, nơi mình nói tên nha. Nông Văn Dừa, Lý Thị Sậu. Nông Văn Thè. Nói lại. Lý Thị Lời, Lý Thị Sậu, Nông Văn Dừa. Nông Văn Thàng, Lý Văn Tinh. Chính xác, cộng điểm cho 8 và 6. Mời 8 và 1 chọn lại câu hỏi. Câu số 7. Câu số 7. Em hãy nêu ngày tháng năm Bác Hồ viết năm điều Bác Hồ dạy tiếng đi đi dọc. Tất cả có số này đầu tiên hết mà các em lười mang xem. Dành cho các đội còn lại. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày 15 tháng 5 năm 1960. 61 không có đội trả lời đúng. Mời 82. Câu số 9. Em hãy nêu ngày tháng năm thống nhất đất nước. 30 tháng 4 năm 1970. Chính xác, cộng điểm cho 82. Mời 83 chọn câu hỏi. Câu số 3. Em hãy hát lời 1 của bài Tiến Quân Ca. Ba. Bỏ tay xuống cái đã, thầy chưa gọi. Ba. 2, 1, dành cho các đội còn lại.
Mời tiếng Anh 8 và 6. Bà quay Việt Nam đây, chồng làm cơ nương. Chưa chính xác. Không dành quyền cho đội này nữa. Chồng làm cơ quá. Không phải chưa nước. Từ điểm 8 và 6. Bài này hát hàng ngày. Việt Nam đi chung là cứu quốc. Hát đúng lời rồi nha. Sai lời của bài này, sai lời là thời điểm. À. Chết rồi. Tiếp theo mời đội 8 và 4. Câu 4. Em phải nêu tác giả của bài hát cùng nhau ta đi lên. Làm kèo. Chưa chính xác, dành cho các đội còn lại. Mời 8 và 2. Văn Cao. Chưa chính xác. Cơ điểm. Hết. Biển bài này của Phong Nhã. Cùng nhau ta đi lên. Ha, cùng nhau ta đi lên. Thì cứ ta đi lên. Có lên. Cho nên nó một hồ á. Mời 8 và 26. 8 và 5. Con số 5 đã rồi con, còn hai con nữa là con 11 và con 12. Con 11, em hãy nêu ngày tháng năm sinh của bác Hồ. 1890. Chính xác, cộng điểm cho 85. Và còn lại, câu 12 là câu dành cho 86. Câu 12. Em hãy nêu ngày tháng năm Bác Hồ tìm đường cứu nước. Nêu tháng 6 1911. Chính xác, cộng điểm cho 8 và 6. Quá giỏi. Như vậy chúng ta đã hoàn thành 8 của 8.